hôm nay xin chia sẻ với mọi người một phần mềm tên là CX, đây logo nó đây. CX phần mềm này có tác dụng là kết nối điện thoại và máy tính không dây để truyền dữ liệu và ảnh và video thông qua nhau. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn. Đây, mình sẽ thử mở phần mềm cho các bạn xem nhé. Đây là giao diện của phần mềm. Phần mềm này mình tìm free nên là nó có quảng cáo nhé. Đấy, tắt quảng cáo đi. Tắt hơi lâu. Đó. Nó có cái hai cái giao diện. Quên mất, mình các bạn nhớ là bật wifi và dùng chung một mạng máy tính và điện thoại để chung một mạng wifi nhé, thì mới có thể kết nối được nhé. Nếu mà máy tính mà lại wifi điện thoại mà lại 4G thì là không nối được đâu nhé, bắt buộc phải wifi chung một mạng cho nó. Đây, ví dụ mình ví dụ một cái nhé. Đầu tiên mở lên này, máy chạy hơi ngáo ngáo. Đó, đây giao diện của nó này. Thì phần mềm này thì có thể bạn có thể gửi trực tiếp đây, phần mềm trên máy tính ở bên cạnh đây, để ở bên cạnh nhá. Đó. Thì trên máy tính thì bạn bấm vào show QR code, và trên điện thoại thì bấm vào làm theo cái hướng dẫn trên điện thoại của mình. Đấy, scan này, trên máy tính thì bấm vào show QR code. Hiện ra cái code thì bạn lấy điện thoại bạn scan một cái là xong. Đó, hai thằng kết nối với nhau. Đấy, mình sẽ gửi thử cho bạn xem nhá. Mình bấm vào chữ gửi nhá. Bây giờ mình sẽ gửi từ điện thoại lên máy tính nhá. Đó, bấm vào tùy, ví dụ bây giờ mình gửi thử một cái ảnh nhá. Nó ok phát là vừa lên luôn. Đấy, bạn nhìn trên điện thoại, trên máy tính là nó đã gửi xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ gửi thử một cái video nhé. Video thì nó lâu hơn. Đấy, mình ví dụ một cái video tầm khoảng 140MB nhé. Gửi một video thì chắc chắn sẽ lâu hơn vì là mình dùng đường truyền wifi. Gửi wifi thì nó sẽ lâu hơn. Cái này nó dở là cứ mỗi một lần bạn làm một cái động tác gì là nó sẽ hiện quảng cáo, bạn phải đóng lại nhé. Vì phần mềm này nếu mà bạn nâng cấp nó lên thì sẽ không bị quảng cáo nữa. Phần mềm này mình đánh giá là tốt nhất trong các phần mềm mà mình đã từng dùng, vì nó có giao diện rất là thân thiện. Còn các phần mềm khác ấy là thường thường người ta dùng qua giao diện web thì nó rất là xấu và nó không chuyên nghiệp. Cái chỗ này mình sẽ tua nhanh qua cái chỗ này nhá, vì cái chỗ này thì nó không có gì cả. Đó. Đó. Trong quá trình chờ đợi thì mình nói qua này, cái phần mềm này tí mình sẽ để link ở dưới cho các bạn download nhé. Cái phần mềm này là một cái phần mềm được một cái hãng của Trung Quốc nó làm ra và cái khá là ok, chạy rất nhanh. Trong cái phần mềm này nó có ba cái chức năng quan trọng, thì cái backup có hai cái backup và một cái gửi ở giữa đó. Thì cái backup ảnh bên tay trái và cái backup danh bạ bên tay phải là phía dưới cùng đó, bạn đừng dùng nhé, bạn đừng dùng cái đó vì nó backup này mình không có độ tin cậy. Ví dụ nó backup này sợ là dữ liệu mình không biết nó đi về đâu, không an toàn. Mình chỉ dùng đúng hai tính năng là gửi và nhận ở trên điện thoại và trên máy tính. Tức là mình gửi và nhận video ở trên điện thoại và trên máy tính nhé. Gửi và nhận video và hình ảnh trên điện thoại và trên máy tính. Còn các chức năng khác là không dùng.
đây là mình sẽ gửi thử trên máy tính lên điện thoại nhé. Đó, bấm vào picture này thì sẽ gửi trên hình ảnh, ví dụ mình gửi thử một hình này. Chỗ này là mình sẽ gửi thử một hình ảnh này, gửi lên điện thoại này. Cực kỳ nhanh, các bạn chỉ cần bấm vào open file nó gửi lên ngay chỉ trong một giây đó, xong rồi đó. Trên máy tính xong và trên điện thoại cũng xong rồi đó, cái ảnh vô rồi. Mình gửi thử một cái nữa này, tốc độ gửi rất nhanh, nó chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây. Một bức ảnh kể cả vào vài mê cực kỳ nhanh đó, bạn thấy không, gửi một cái là lên ngay đó. Mình vừa gửi một cái ảnh trên máy tính lên điện thoại, nó rất nhanh và đơn giản đó. Đây là giao diện của phần mềm này. Cái vùng chia sẻ thì mình cũng không dùng nữa bạn đó. Bấm vào đó là sẽ là disconnect cái điện thoại giữa máy tính và điện thoại nhé. Backup thì mình không dùng nhé, tại vì danh bạ này mình không nên backup bất kể đâu bạn. Theo kinh nghiệm của mình không nên backup đến bất kể. Nếu mà có thể tin thì bạn chỉ tin duy nhất Google thôi, còn không backup lên bất kể đâu. Còn photo thì bạn có thể backup được, nếu mà photo nó không quan trọng lắm thì bạn có thể backup được nhé. Ngoài ra nó còn một tính năng nữa, đó là tính năng chia nhận và gửi qua đối với các thiết bị di động với nhau nhé, chứ không phải máy tính mà đối với iPhone với nhau, hoặc là iPhone với các thiết bị không phải không chạy iOS tức là Android đó. Đấy, thì bạn sẽ làm như thế này, bạn kết nối wifi hay thiết bị chung một wifi, rồi nó sẽ hiện ra và bạn chỉ cần scan code nó là được nha bạn nhé. Chỉ cần kết nối chung wifi và thiết bị Android, bạn cũng có thể cài phần mềm này, sau đó thì kết nối chung một wifi và scan cái mã ở trên cái thiết bị kia thì nó hai cái nó sẽ nhận nhau, và sau đó mình gửi nhận y xì như là trên máy tính nhé. Thế thôi nhé, chào các bạn nhé, hẹn gặp lại ở một cái video lần sau.